Em về những em này thêm các bác nhé, em bô full bộ hàng rất là chất lượng. Đây là tay này các bác nhìn tay này. Đây để em cái nào bậy ra dễ dễ em cho các bác xem. Đây đây là tay của bô 321 CD2. Đây bậy như này thì mình phải lựa lựa không là nó đấy, cân đây lưới đó nha các bác nha. À, chữ này em này hàng xuất Mỹ, sản xuất tại Mexico. À, đẹp long lanh luôn. Đây là loa loa tay nhé. À, gân zin này các bạn này. Đấy. Loa tay kép, tức là một loa này nó sẽ có hai loa trong. Đây là cái chất dân chân cắm và lỗ thở. Đây là tay rất là đẹp. Thì một bộ em về nó sẽ có full, hoặc là full hết là các bác về chỉ có chơi thôi. Đấy. Và giá thì nó khoảng khoảng tầm độ 7 triệu 8 một bộ. Thì em xin phép là vì là hàng cũ hàng bãi thì có thể nếu mà nó có những cái nó xấu hơn đấy, thì có thể rẻ đi một chút, hoặc có những cái nó đẹp thì mình mua chọn thì nó nhỉnh hơn một chút. Thì cái giá 7 triệu 8 là cộng trừ. Đấy, các bác có thể qua trực tiếp để chọn. Đây là em bày mấy bộ trước cho các bác để giới thiệu đến cho các bác. Đấy. Thì dòng bô 321 C2 này nó sẽ có gồm có những cái sau này các bác mua thì các bác sẽ được full bộ nó như nào. Full bộ một bộ nó sẽ gồm có hai cái này, một này, hai này, tức là hai loa tay, một em đầu này, một cục súp, dây dợ đầy đủ, đây dây và dây zin nhé. Cái loại 321 này mà dây không phải dây zin thì không nghe được, không không cắm được. Và đặc biệt là cái dòng này em về thì có các khiển zin cho các bác. Đây. Đấy, tức là nó complex là nguyên một bộ dàn của bô. Đấy. Khiển zin nhá, Mexico các bác nhá. Made in Mexico, khiển zin luôn. Rất là đẹp. Nhìn rất là đẳng cấp. Nó dài, cầm nó rất là đầm. Full tính năng luôn. Đấy, đây là một bộ dàn bô. Và nói thật với các bác là làm thì rất là lâu rồi. Nhưng mà để cái tầm tiền khoảng độ trên dưới 8 triệu một bộ full bô complex thì rất là đáng để sở hữu. Nó chỉ tầm như một bộ dàn long thớt của Nhật, nhưng mà chơi rất là đẳng cấp nhé. Chất âm rất đẳng cấp. Đây đầu đây các bác. Đây súp, đó là súp điện. Tức là các bác hình dung là full cái bộ này là về là các bác về chỉ có cắm điện, nhưng mà lưu ý là cắm điện 120V chứ không phải 220 nhé, đừng có cắm 220. Đấy. Nếu mà các bác tốt nhất là các bác không biết, các bác kể mua đâu đâu, các bác xem những cái thông số tem người ta sẽ ghi. Đấy. Các cái thông số về điện này, tay em chỉ cho các bác này. Đấy. 120V. Đấy. 300W. Đây là super bass, ngày gọi của nội là siêu trầm, nhưng mà siêu trầm này thì nó là siêu trầm điện. Đấy, do đó thì mình không phải dùng âm ly. Tất cả mọi cái là các bác lưu ý là về chỉ có cắm như cái em hướng dẫn đấy thì là các bác chơi luôn. Đấy, các bác nhìn nó rất là đẹp. Hàng chọn cho anh em rồi. Made in Mexico. Đấy. Thực ra thì hãng thì là hãng của Mỹ, nhưng mà thực ra người Mỹ và người ta ít làm. Đấy. Sau này thì người ta chủ yếu là người ta làm ở những cái nước khác, xong người ta dùng lại thị trường Mỹ. Đấy. Để nó gọi là tận dụng được những cái khác. Đấy. Tận dụng được chi phí về mọi cái. Do đó Mexico thì các bác biết rồi, nó ở châu Mỹ. Mexico và Canada, đặc biệt là Canada là cái nước láng giềng với Mỹ. Do đó thì cái bô sản xuất tại Canada cũng rất là nhiều. Đấy. Bô tại Canada và Mexico là có thể gọi là nhiều nhất.
Đấy, xong đó đến một số nước như Iceland. Iceland thì bô cũng sản xuất nhiều. Đấy, rồi nhiều nữa là China. China thì khoảng độ từ thập niên 90 trở lại đây là nhiều. Đấy. Bô 321 này nó có một cái hay nữa là các bác chơi rất thích, đó là nó tự vận hành và nó sản xuất full cho nhau. Do đó chơi về công suất, về chở khá mọi cái nó rất là hợp. Nó có đĩa nhá các bác nhá. Ở đây là nó có một cái đĩa. Em đã có bài test cho các bác rồi. Cái này mới về thì em quay chay. Anh em nào cần thì alo sớm cho em để sở hữu một bộ này nhá. Cảm ơn các bác.